Chào các bạn, hôm nay là buổi chiều chủ nhật cuối tuần. Vì vậy mà tôi cùng một số gia đình và người bạn thì cho cái cháu ra khu vực Time City Hà Nội chơi. Đấy, cũng rất là lâu rồi không có dịp qua Hà Nội. Đấy, khu vực Time City này rất là đẹp. Trước kia tôi cũng đã từng học đại học ở Hà Nội. Sau đó thì sang Trung Quốc du học 5 năm, học tập và làm việc ở bên đó. Đấy, cũng rất lâu rồi trở lại Hà Nội và có cái sự chuyển biến rất là rõ rệt. Đấy, cực kỳ là đẹp và phát triển. Đấy, khu vực hồ nước này, phía trước của Time City này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, khu vực xuống dưới hầm, đúng không ạ? Xuống dưới khu vực thành phố ngầm dưới lòng đất. Đấy, đây là khu vực hồ Coi, rất là bắt mắt. Khi mà vừa xuống thang máy xong thì có một cái bể coi ở đây, rất là nhiều cá, rất là lớn. Đó, khu vực hồ Coi rất là đẹp. Thường thì chúng tôi cuối tuần thì hay tổ chức cho các cháu đi về các cái nơi khác nhau, đi mỗi tỉnh, mỗi tuần tổ chức đi một tỉnh khác nhau. Bên cạnh thời gian làm việc thì cũng dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là dịp cuối tuần. Đây là cậu cả nhà tôi cùng một số gia đình đi. Đó, đi khu shopping và đây là khu thủy cung. Cháu rất là thích khu thủy cung, vì vậy mà đoàn của tôi mua vé vào tham quan cái khu thủy cung này. Đấy, cả đoàn thì có 3 gia đình. Ở khu vực thủy cung này thì có rất là nhiều các loại cá khác nhau, sự rất là tuyệt vời. Cảm giác như mình đang được hòa mình với thiên nhiên. Đấy, đằng sau tôi là cá hải tượng này, rất là lớn, có khả năng là đến vài trăm cân một con các bạn, rất là lớn. Nhìn như này nhưng mà nó to, rất là to luôn. To bằng cả một người, 6-70 cân, là hơn 100 cân nằm xuống ấy. Đấy, rất là lớn này, đây là cá sấu hỏa tiễn. Đấy, các loại khác nhau đúng không ạ, các loại cá khác nhau. Đó, đây được gọi là cá hải tượng trắng thì phải, tôi không nhớ rõ tên lắm. Đấy, rất ấn tượng với cá hải tượng này. Đấy, rất là to, các bạn nhìn này thôi nhưng mà bên ngoài nó to lắm, cực kỳ là to. Khu vực thủy cung của Time City, đây là khu vực của bể rùa. Thì tôi có sở thích, trước kia cũng đã từng nuôi rất là nhiều rùa. Đó, đây là khu vực cái chương trình biểu diễn cho cá ăn. Đúng vào cái lúc mà chúng tôi đến đây thì vừa hay thì có cái chương trình này, vì vậy mà cũng không phải đợi. Các cháu thì rất là thích ngắm cá, thích là hứng thú khi mà nhìn thấy rất là nhiều cá to như thế này. Thì cuối tuần thì sau những cái thời gian mà làm việc, áp lực công việc thì cũng nên dành cái thời gian để mình đi thư giãn, đúng không? Cũng như là dành cho gia đình, phút giây bên gia đình. Đấy, các bạn nhìn cá kia rất là to kìa, cá to hơn người cái anh kia. Đó, thì đây là cậu cả của tôi. Cầm bỏng ngô rất là tự nhiên. Đấy, chia sẻ một chút với các bạn, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.